Cũng trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 7, Đức đã bất ngờ trục xuất người đứng đầu lực lượng tình báo Mỹ tại đại sứ quán của nước này ở Berlin. Quyết định được đưa ra sau khi các công tố viên Liên bang Đức tiến hành điều tra về hai đối tượng bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ, cũng như sự hoài nghi kéo dài nhiều tháng qua của Berlin đối với các hoạt động do thám bí mật của Washington. Theo người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Seibert, nước này không thể khoanh tay đứng nhìn trước các bê bối do thám liên tục xảy ra. Theo đó, quyết định trục xuất trên là biện pháp đáp trả đối với việc thiếu hợp tác từ lâu nhằm giải quyết tận gốc vấn đề này. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định, quyết định này được đưa ra để chứng minh rằng Đức không tha thứ cho hành động do thám của Mỹ. Chính phủ Đức đã phản ứng và yêu cầu quan chức tình báo của Mỹ có trách nhiệm phải rời khỏi Đức. Đó là cách mà chúng tôi khẳng định quan điểm của mình, là không thể chấp nhận hành động đó của Mỹ, nhưng cũng có một cơ hội, đặc biệt là cho phía Mỹ, để họ gột sạch điều này. Trong khi đó, trả lời với báo giới về việc Đức tiến hành điều tra hai nghi phạm bị cáo buộc là điệp viên của Mỹ trong những ngày vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nêu rõ, việc theo dõi đồng minh là một sự lãng phí công sức. Thế giới hiện có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, do đó tăng cường sự tin tưởng và chia sẻ những giá trị chung giữa các đồng minh mới là điều thực sự cần thiết. Trước quyết định bất ngờ trên của Đức, chính phủ Mỹ từ chối đưa ra lời bình luận, song nhấn mạnh rằng quan hệ tình báo và an ninh giữa hai quốc gia đóng vai trò sống còn để bảo vệ sự an toàn cho công dân hai nước. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tiếp xúc với chính phủ Đức qua các kênh thích hợp.